Cái chuối của ngoại mọi người coi ha, trái nào rất là múp luôn đó, tại vì ngoại ép xuống rất là nhẹ tay chứ không có ép cán cho nó dẹp quá để cho cái chuối nhìn nó phồng, nhìn nó dài. Chuối thực sự là chỉ khoảng có tầm 15 gram ha, 25 cm thôi ha, nhưng mà nhìn nó rất là to bề ngang á. Một là chuối pha chiên hai lần, một cái một lần là không có ngon. Cái chuối sầm không có cái bờ. Đó, nhưng mà ngoại chỉ có nhúng qua thôi ha. Và nãy giờ mọi người thấy là khi mà chiên thì sẽ không có nhiều cái bột mà bị rơi vãi ra trong cái chảo, nên rất là ít khi ngoại phải vớt những cái cặn để bỏ. Khi mà dùng bếp ga là canh lửa nó dễ nha, còn đây là ngoại dùng bếp than củi mà ngoại canh lửa rất là hay luôn á. Nó nhiều lửa quá thì nó cũng không được. Nhiều lửa quá thì nó cháy. Mà ít lửa thì nó không bầm, nó không dầu. Cả nhà ha, thì bây giờ Dương sẽ gửi đến mọi người cái xe chuối trên của ngoại nha. Ngoại làm chuối sẽ rất là khác so với những cái lần trước mà Dương đã quay rồi. Ngoại ơi, mình bán từ mấy giờ vậy ngoại? Bán từ 2 giờ. 2 giờ chiều ạ. Dạ, mình bán đến mấy giờ và là ngoại nghỉ? Bán thấy bộ của về. Có bữa thì 7 giờ, có bữa thì 6 giờ, có bữa 8 giờ. Vâng ạ. Mà trời dạo này trời mùa hè nó nóng rồi, mực cũng có mưa nữa, thì mình đứng chỗ này bán có bị ướt không ngoại? Cũng bị ướt á. Con thấy cái bột của ngoại là khác so với những cái xe chuối chiên mà bây giờ họ thường bán đó, đúng không? Cái này là mình trong này ngoại bỏ những cái bột gì trong này ạ? Bột gạo mới lại ấy thôi chứ có gì đâu, bột gạo mới bột chiên giòn. Bột gạo bột chiên giòn ạ. Tôi nói thật chứ không. Rồi, còn khách mua hai trái chuối chiên. Đây là dầu, mọi người thấy ha, dầu của ngoại còn rất là mới luôn á. Chuối hấp là canh ký nha cả nhà, đó 50.000 một ký. Còn trước trên là ngoại bán bao nhiêu tiền một trái ngoại? 6.000. 6.000. Cái này cái này thay nó nở rồi. 250 gram. Con thấy bạn mua chuối mà ngoại cho thêm cả khoai hay sao vậy ngoại? Đúng rồi. Tặng thêm hả ngoại? Hồi nãy nói con như quên lậu. Dạ 27. Nói đầu quên nhiều con ơi. Dạ, không, ngoại còn minh mẫn lắm. Rồi tối lại bao nhiêu? Dạ 23. 23 lần hả? Dạ. Nói đầu chứ quên rồi à. Dạ. Con nhớ. Ngoại ngàn nghìn ha, ngoại gọi là đồng. Dài dạ, đúng rồi. Đúng. Rồi, cảm ơn bạn nha. Là ai mua chuối là ngoại cũng tặng thêm khoai hay sao ngoại? Dạ. Con có tưởng cái khoai đó là mình bán riêng chứ? Khoai đó bác sĩ gì, ta mua một miếng thì mình không dám tặng. Dạ. Còn mua 2 miếng người ta. Dạ. Mình thêm cho tay dài những khoai nữa. Dạ. Ăn ngon lần khách tới được mua khoai không cho. Vâng. Còn khoai không ngoại có bán không? Bán. Bao nhiêu tiền vậy ngoại? 6.000 một lần. Dạ. Vậy là ở đây là ngoại sẽ bán chuối chiên là 6.000 một trái nè. Khoai là 6.000 một lạng. Còn chuối hấp là 5.000 một lạng. Dạ. Đó. Cứ vậy làm thôi. Vâng ạ.
mà phải lăn nấu cũng tính vậy thôi, chứ không phải như người ta nó mình mua củ mắc rồi mình tính cao lên rồi. À vâng ạ. Dạ ngoại bán cái này được bao nhiêu lâu rồi ngoại? Trời ơi, ba mấy năm rồi. Ba mươi mấy năm rồi. Ngoại có nhớ hồi trước ngoại bán mà là một cái chương trình là bao nhiêu tiền không? Hồi trước mà... bán một cái đấy, hồi trước bán cái chương trình của hàng hai gì ạ? Hai đồng. Hai đồng. Là 2.000 đồng đó hả bà? Hai đồng bạc này nè. À, à là đó là 2.000 đó, 2.000 đó. Hồi trước là bán 2.000 một trái đó. Chứ không phải bán như bây giờ. Bây giờ cái gì nó cũng lên thấy chứ. Dạ. Đi ăn đi. Dạ. Ba ngay chuối vậy? Chuối mềm mềm mà. Chuối mềm mềm. Chuối mềm mà thì chỉ có chờ nước chiên. Dòng mình đi nó nguội nó mới dòng chứ không thôi thì nó này người ta đâu có ăn. Ủa vậy? Giờ nãy chị nó trước đi em để phần cho. Bà chị với tôi sẽ nhặt ra. Dạ. Đó bà, à. Bà muốn ăn chuối mềm mà bà. Dạ. Bây giờ bà mới ra ngồi đó đi. Chắc là bà cũng hay ăn ở đây á ngoại ha. Đúng rồi, bà mình dạ. Bà với tôi là cũng bạn bè từ hồi nhỏ giờ. Trời mà. Ơi là ở chung hẻm này luôn hả ngoại? Ba ở chỗ ở bên kia. Dạ. Bình thường ngoại đẩy cái xe ra đây là xa không ạ? À? Nhà chỗ kia dạ. Dạ. Chỗ cái vụ đó xịt chưa nữa. Vậy là khoảng cỡ tầm 100 mét ngoại ha. À. Dạ. Mà nhà tôi thì cứ mà thử bự lắm. Bự lắm. Vừa cái vườn tôi ở thôi à. Dạ. Vậy là ngoại ở một mình hả ngoại? Ngoại con một mình. Có dạ. Con có cháu mà có nhà riêng cho nó hết dạ. Rồi đó. Mình là ngoại lo cho con cháu xong hết rồi cũng à. Là mình ở một thân một mình thôi. Rồi. Rồi ông cũng vậy. Lo cho ông xong rồi ông đi rồi ông bỏ mình à. Bà ở đây. Dạ. Ông đi lâu chưa bà? Ông đi năm nay 4 năm rồi. À 4 năm à. Đây. Có luôn rồi bà. Chị đừng yên tâm đi, chị ăn mềm thì có mềm. Dạ. Khách hàng muốn sao là ngoại cũng chịu hết. Tôi dạ. Nói thiệt với cháu là tôi nhờ cái xe chú Chiên này mà tôi nuôi ông tới sống cho được 11 năm đó. Ồ, oh, dạ, yeah. Hai ông bà là từ cái xe chú Chiên thôi là có xe dạ, yeah. Là đủ tiền ăn uống trong 11 năm. Dạ. Yeah. Nuôi ông 11 năm, ông bị cái lưng nè, cái cột sống. Cột sống. Rồi ông đi chiếc lô á. Dạ. Đẩy người ta lên cái dốc bên cầu Kiệu kìa. Dạ. Thành ra cục cái lưng luôn. Ồ. Oh. Rồi về ông nghỉ xe, ông cho người ta luôn. Ông vâng ạ. À. Từ thời trước là ông đạp xích lô bà ha. Dạ cầu Kiệu là ngay khúc Lê Văn Sĩ rồi Nguyễn Văn Trỗi đó cả nhà. À. Dạ. Đây. Chị xem cái mềm để chị chứ tôi không có chịu cứ cứng đâu mà chị. Hai cái phải không? Ngày... Ăn Thái Lan được không? Ăn hả? Cái gì đó. Nó mềm nó thì nó phải yếu cái. Nó mềm là nó phải yếu chứ nó giòn là nó phải cứng đúng không ạ? Dạ. Bước khác ngoại quê làm sao? Không. Thôi. Đừng có ai vô gì nữa là mất công. Là mình cái này là mình cũng dùng để bột mình chiên khoai luôn đúng không ngoại? Đúng rồi. Dạ. Bột mình bỏ tay vô đây rồi dạ. Bỏ đường bỏ đồ dưới đầy đủ. Dạ. Thành ra nó mới ngon. Chuối chiên đâu mà qua bên Mỹ người ta ăn người ta còn xem. Vậy luôn hả ngoại? Việt Kiều về đây ăn hay sao ngoại? Ông Việt Kiều cũng về đây. Dạ. Cũng bán ở đây. Dạ. Cái ông cái ghế chậm ngồi vâng. Ngồi ông ăn bụi đầu bán được cái chú chiên rồi ăn thử cái có ngon không thử tôi lên nè được rồi bác cứ ăn đi mà
ông hỏi chứ năm nay bao nhiêu bao nhiêu tuổi bà, ông bà kêu luôn bác. Em mới nhỏ mà mới mà tám mấy à, tám mấy ông nói vậy. Dạ. Ông ăn xong rồi ông khen ngon, ông về bà con ông ở dòng họ ông đâu trên này mình không biết. Dạ. Đó. Là ghé ủng hộ ngoại ha. Ông tới chừng sau mà cái thể đi ngày ba ông đi thì chiều nay ông lại ông đặt chuối của tôi. Dạ. Ông đặt chuối cho em nè. Vâng. Cái tôi bên đây trời ơi, chứ mà ông đem qua Mỹ nó mềm. Dạ, nếu mà những cái chỗ khác con biết á là họ sẽ cấp đông ở tủ ngoài, bỏ dạ. tủ lạnh á cho đông cứng lại á. Không. Xong là mình mang qua đó mình ăn thì vẫn còn được. Nó đâu cũng ngon. Dạ. Bỏ tủ lạnh là nó không dạ. ngon. Nhưng mà bên Mỹ thì họ không có khó. Thì nói như ngày tôi tất từ quá mà tôi cũng thôi kệ nó, ông mua thì mình cứ ừ đại đấy. Dạ, cứ ừ thả thì. Cái ông ấy 8 giờ tôi lên máy bay nha. Dạ. Được rồi, 8 giờ chú cứ lên đây có đầy đủ. Dạ. Ông kia 400 cái bánh chuối. Một mình bà hả? Anh có mình tôi à. Sao mà chưa nổi? À, ông nói muốn kèo nè. Chú nói về chú để gần hà đi số dạ. Thái Lan rồi. Chào ông 2 ký Thái Lan. Thái Lan dạ. Còn tiền chuối thì mình lấy. Rồi 2... 200 này bao nhiêu? 400 trái hả? 400 trái. Ngoại và chiên cả ông. Cho 300 đô. Dạ. Yeah. 300 đô là đó cũng phải gần 7 triệu đó. À. Ông cho 300 đô. Dạ. Cái tôi đem bây giờ hiện tại giờ ông về bán là tiền đô tôi cũng còn giữ. Không có đổi ra không xài luôn. Không đổi ra không xài. Mấy ông con đừng nghe mày đưa ra con đổi cho. Dạ. Yeah. Không. Mày đổi để mai mốt ông về ra ông đòi tiền đô là trả trọng. Vui lắm. Dạ. Em nói thật kệ. Cái ông về. Ông về ông sách bảy ông cho mình đó thì có điện thoại của ông. Dạ. À, mình cho ông số điện thoại của mình. Dạ. Cho nên ông sách vừa xong tới máy bay con ông đi trước á. Vâng. Mà ông mua cái vỏ đẹp, cái vỏ là ở đâu ông mày quế á. Vâng. Chân ba chân này dạ. Có cái vỏ không? Họ là bằng tay đó. Ông là họ làm may á. Họ từ đẹp lắm. Vâng. À, mà tôi xếp trên đây. À. Thấy gì nào? 400 chai chuối xếp vào chừng đó vỏ đó. Hai cái vỏ đầy nhấp. Dạ. Lên máy bay. Nói ngay nghe mấy ông ở trên máy bay á. Dạ. Ông không cho đi. Hả? Ông không cho đây cái hồi đó tôi cũng làm không làm thời gian đó rồi mình ra tôi biết ăn gì con 30 cháu dám qua nhà dưới này đó. Hồi trước là ngoại ở bên Gò Vấp đó ha. Rồi xong rồi tôi mới nghe thôi giờ chú yên đến đi chú lên chẳng tại hồi chuyện đó là không có công việc làm mình đi làm cái hàng không á. Dạ. Tôi cũng đưa khách lên rồi đón khách về. À. Đưa ra tàu rồi ta lên. Dạ, lên sân bay đó. Dạ. Rồi mình xuống về mình khách xong rồi ngoại nghỉ hưu. Tôi nói với các ông mà ông xếp tôi hồi đó. Dạ. Rồi nên ông xếp là ông điều thuyền ông cho người ta khách chuối về Quảng Ngãi đi, về bên Mỹ. Mỹ. Ở đây thì bây giờ ông không cho tôi làm nữa thì tôi nghỉ. Tôi phải về tôi làm nghề bánh chuối. Tôi nói vậy. Cái ông ơi, bánh chuối bà làm nữa sao mà bà cho người ta đi. Cho nên thì chú ông xếp ký xếp đề ký sắp vậy không có sao đâu. Tôi bảo đảm cho. Ông bị dở ông tung thấy ra. Tại ông quay trận đấu xong quay về cho mình đó. Dạ. Rồi tôi nghe thì trời ơi người ta quay sau thì bây giờ chú cứ đem về thì tỉnh không có sao đâu. Vâng. Không có ai bỏ cái gì chẳng đâu. Cái ông xếp ông nói cái bà này tôi biết bà rồi. Thời bà làm cái này bao nhiêu lâu? Tôi làm 20 năm. Họ làm 20 năm trong hàng không sân bay Tân Sơn Nhất đó nghe ngoài ha. 20 năm xong rồi cái trận thấm thiệu rồi đó. Dạ. Đau bệnh rồi tôi mới về tôi lo tôi nấu nướng cho mấy ông ăn vậy đó. Vâng. Ông cứ nói tôi tin cậy bà chứ không có tin cậy ai hết.
mình tôi mà tôi làm hết công chuyện rồi ông cho đó. Tôi mới nói thiệt ông đi ông thấy chung đi vậy nè. Dạ. Không, bà làm cho còn tổng thống còn ăn. À, tổng thống thời xưa ha. Ừ. Trước giải phóng à. Đúng rồi, hồi xưa làm mọi trời võ lắm chứ không phải như bây giờ đâu. Dạ. Cái đường nó thôi giờ về chọn nghề gì đâu, mình biết cái nghề gì đâu đi làm. Thôi nên mình đi học nghề trước tiên. Dạ. Đi học hầu đó. Trước ngoại học ở đâu? 5 triệu bạc. Ồ, 5 triệu bạc đó hả? À, 5 triệu bạc người ta chỉ tôi không có tới nữa. À. Nó không có được mong như vậy đâu. Trước là ngoại học ở đâu? Hả? Học ngoại học ở đâu ạ? À? Chị nói sao? Là ngoại học ở đâu ạ? À? Học là tốt ở trên bài điểm học môn á. Dạ. Học nghề này nè. Vâng. Tôi có người bà con bên đó đó. Rồi dạ. Họ thấy chiên, họ hỏi. Họ hỏi rồi họ mới chỉ tôi lên tôi học. Dạ. Thấy 5 triệu bạc cái chú, tôi không phải giỡn mà. Mà bây giờ tôi làm được rồi thì tôi không cần. Ừ. Bây giờ là có người muốn học ngoài có chị không? Chị chứ. Vâng. Nói tôi mới chỉ mấy người anh nè. Vậy hả? Mình chỉ cho người ta làm đó. Dạ. Tội ra. Là chị ra đây là sẽ chị hay là chị trong nhà bên ngoài? Em rảnh thì vô nhà tôi chỉ pha bột. Vâng. À, chuối đồ tôi chỉ rồi ra đây tôi chuyên đứng coi ép chuyên rồi. Dạ. Không có gì hết. Dễ lắm. Khó nhất là cái pha bột nè. Ồ, bột là cái khó nhất đúng không ngoại? Ừ. Cái pha bột á, chú không biết chừng chú đổ nhiều nước nó cũng nhão. Vâng. Mà khô nước thì bánh nó không chín. Dạ. Cái anh... bột này là ngoại pha xong là mai ra bán liền hay có cần phải ủ gì không ngoại? Có tôi ma xong tôi ra thì bán rồi. Dạ. Mấy ông, mấy bà cứ nói chờ bà này bà không mà bà học đủ nghề á. Tôi nói chứ giờ mình biết nghề gì. Nghề gì mình không làm được mình cứ làm. Trong này là ngoài bột chiên xù rồi bột bột chuối còn trong này có gì nữa không ngoài? Bột gạo mới bột này nè. Bột à. Cái bột tôi để đem theo mà nó hơi lỏng á là dạ. Tôi đổ thêm đây nè. À đó. Vâng. Có bột gạo với bột này thôi. Vâng ạ. À. Còn máy nữa thì chú biết làm sao không? Chú cho bơ đồ vô là nó thơm nó dạ ngon cho bơ vô ngoài ha. Ừ. Đây là mấy củ khoai lang nè. Ừ. À, đó, khoai lang. Gọt trước rồi có gì cắt xong rồi chiên tôi không có giấu nghề với người ta đâu trời à. Ơi tôi chỉ hết ở dưới châu đốc người ta đây đây ta còn học mà à. Trời, hay vậy. Chứ à. Không phải là tôi chỉ đàng hoàng cái rồi chỉ cho bây giờ vẫn biết làm á nó nhổ nhặt không có chiên được không có đổ được. Vâng ạ. À. Sẵn rồi tôi bán đây nè bà vô chùa nè. Dạ. Bà biểu ông chồng bà ông lên ông nói với bà năn nỉ bà này xuống ở với tôi một bữa ở nhà mình một bữa rồi bà chỉ cho hết công việc của bà cho mình. Dạ. Chỉ tôi cũng chỉ cho tôi cũng làm đâu chứ tôi đâu có gì đâu. Vâng. Thì ông trở về thì không có lấy tiền. Nói cho ngay vậy. Mình làm phước mình đã chỉ cho người ta làm người ta ăn với mình. Dạ. Ở đây là ngoại dùng củi ha ngoại ha. À. Mọi người thường bây giờ thì sợ phát triển rồi thì những người bây giờ sau này họ làm sợ dùng bếp ga này kia nhưng mà ngoại vẫn dùng than củi. Than củi ha. Dạ. Bây giờ nói cho ngay bếp ga nó đâu có ngon bằng than củi. Vâng. Bất cứ nấu cái gì dùng than nó vẫn ngon hết. À. Cả nấu cơm cũng vậy luôn nấu mà. Nấu cơm cũng vậy mà nấu gì cũng vậy. Rồi cũng chỉ nha. Dạ. Bao nhiêu bột rồi cho bao nhiêu chén cơm nguội á. Vâng. Cơm rồi mình nấu. Ồ, mình để trong này là giờ bỏ cơm nguội trong này nữa hả ngoại? Cơm nè. Dạ. Cái này cơm nè. Nó sẽ làm cho cái kiểu như là nó cái bánh nó phồng lên. Phồng lên. Ừ. À. Bí quyết đó ngoại ha. Ừ. Nhưng mà cái đó thì ít có người tôi chỉ lắm. Biết làm sao không chỉ người ta làm người ta bán. Ta bán ở đây thì tôi không có chỉ đâu. Tôi nói tôi chuyên không vậy đó. Còn mấy người mà họ ở xa thì phải chỉ cho người ta đàng hoàng. Ta về người ta học. Đi xa mất công họ lên rồi họ không biết nữa ngoại ha. Tội nghiệp họ. Người nào cũng cho tôi 3 triệu, 2 triệu mà tôi không có lấy, tôi nói không, tôi chỉ cho mấy chú, mấy cô về làm ăn. Rồi. Thôi chứ
tạo phước cho mình, tạo phước cho con cháu mình nữa. Nha. Con cháu tôi nên nên nóng lắm, nó không thèm được. Dạ. À, anh chị ở xa không bà? Xa đây không? Đây nè, ở gần đây thấy nè. Dạ. Có hai người con gái ở đây quận 12 thôi. Dạ. Vậy là bà có mấy người con? Tôi 6 người. 6 người à, dạ. 6 người mà có người có vợ trên Biên Hòa, có người thì có vợ trên quận 12, có vợ có chồng trên đó. Chắc là ngoại nhiều cháu nội cháu ngoại lắm rồi ha. Có 6 đứa. 6 đứa. Mỗi người đứa. À mỗi người một đứa. Giờ ai cũng sợ sợ đẻ, ai cũng sợ đẻ đó. Trời ơi đẻ cực lắm rồi, nuôi nắng rồi. Vâng ạ. Mấy bà con gái phải đẻ thì tôi phải lên nuôi, tôi không có đi bán được. Mà anh chị được rất là ấy, không phải nuôi bà luôn, bà tự ngoại tự tự bán tự nuôi sống mình luôn. Tôi bán tôi sống mình thôi. Chứ tôi không có cần ai cho tôi hết. Tiền bạc gì tôi không cần. Cái cơm nguội này là mình nấu từ hôm qua, mình để cho nó nguội rồi mình mới trộn vào trong bột đúng không ạ? Dạ. Còn cơm còn nóng là không được ngoại ha? Không, bỏ vô bột nó hơi bột thấy. Vâng ạ. Cứ ta thấy gì mình nấu xong rồi mình dở nó ra cái rổ á. Dạ. Bánh nó ra thấy. Cho nó nguội. Cho nó nguội. Rồi xong rồi mình bước cho cho nó, mình cho nước rồi vô đàng hoàng ngâm bột mình để cho nó mềm cái bột á, cái bột của nó mềm rồi. Cái xong rồi mình để vậy cho mình cho vô. Dạ. Cho vô trước khi mà mình phải làm cái bột này mình phải rửa tay sạch sẽ chứ giờ là không được. Nó hư bột liền ngoại ha. Nó rổ thấy nè. Tôi nói thiệt ai hỏi tôi cái gì tôi cũng làm hết. Cho thấy không có gì hết. Mình ở đời mà mình có người này giúp cái kia, người kia giúp cái nào cho mình. Dạ. Rồi bây giờ chú xong chưa? Tôi cho chú ăn thử miếng chuối. Dạ, tí nó con, tí nó con chắc chắn con sẽ ăn đó. Chứ không phải dư người ta đâu. Ngoài bán như vậy bây giờ có đủ sống không ngoại? Dư sức quá cầu. Dư sức quá cầu luôn. Nhiều khi còn có cho cháu nữa kìa đúng không? Thôi chú hả? Bây giờ ông chết rồi có một mình tôi. Dạ. Tôi làm cái này. Hồi ổng ta đi chấm ma chấm đồ nó dạ. Giờ tôi đi hết, tôi đi trả lại hết, tôi không có giữ cái gì vậy. Dạ. Thành là nhiều người ta cho phái nhưng mà ta không có học được. Dạ. Nhưng mà sao người thì kêu nóng lắm. Đúng. Cực nữa ngoại ha. Hai con gái tôi có kêu nóng lắm ba ơi, không có làm được. Con không có làm được những nghề cũng má đầu. Chẳng là con đi làm công nhân à. Với lại là phải đứng suốt luôn. Không thấy ngoại ngồi luôn á. Đứng suốt luôn. Bây giờ ngoại có khỏe, có bệnh tật gì không? Không, không bệnh tật, không gì, bệnh tật gì hết. Nhưng mà có bệnh là mình hít cái hơi dầu á. Dạ. Lâu lâu nó bị ho thì mình mua thuốc mình cũng. Ồ, vậy thôi ha. Trời ơi, ngoại khỏe quá mọi người ơi. Cái dầu á, rồi mình cứ hít ra thở vô là nó ho thôi. Dạ. Rồi uống thuốc vô là nó hay. Sau khi mấy bạn kia YouTube quay thì họ có thấy có khách lạ nào mới ủng hộ mình không? Cũng có khách. Dạ. Nhưng mà nhiều người ta biết, người ta hỏi mình á. Khách người ta mới bận đầu người ta quay đó là dạ. Bất chồng người ta là cho nhiều hay là cho ít. Dạ. Không, tôi cho nhiều thì tôi không có giấu. Mà tôi cho vài ba trái thì mỗi người trái ăn thử. À. Cái gì cũng nói thiệt. Vâng. Chuối của ngoại là nhìn rất là to luôn nha, phòng mà nó xốp lên như thế này nè. Đây là những cái loại nhà ngoại chiên theo cách truyền thống hồi trước giờ đó. Còn bây giờ thì mọi người sẽ chiên 2 lớp, 3 lớp. Vì mỗi cách chiên thì nó sẽ có độ ngon khác nhau. Chuối ngoại thì ngoại dùng chuối mà chín rục á, cho nó được ngọt. Bỏ đường, bỏ gì nữa. Dạ. Phải bỏ đường, thành ra mua về phải trữ miếng trong nhà. Vâng, mấy ngày là nó chín như vậy ngoại? À, mình mua mới chuối thường thường á. Dạ. Rồi hai ba bữa nó mới chín, chín nhiều vậy đó. Vâng ạ. À. Chín bữa nay cho bữa mai cho mốt rồi chín chín khác. Dạ. Khi mà dùng bếp ga thì canh lửa nó dễ nha, còn đây là ngoại dùng bếp than
cụi mà ngoại canh lưỡi rất là hay luôn á. Nó lười nhiều rửa quá thì nó cũng không được. Vâng. Rửa quá thì nó chán. Dạ. Mà ít rửa thì nó không bầm, nó không dầu. Hồi trước là ngoại đứng đây bán từ ban đầu luôn hay là bán chỗ khác rồi sau này mới chuyển về đây ngoại? Ban đầu á thì tôi ở trên quận 12, tôi bán quận 12 á. Dạ. Tôi bán đông lắm, tôi bán một ngày, tôi phải chuyển trước ở nhà. À. Tôi chuyển từ 3 giờ sáng mà biết tới sáng là cái thao to như vậy nè. Vâng. Một thao chuối, một thao khoai. Rồi là tôi đẩy xuống mấy cái chuyên nghiệp á. Vâng. Cái lo bán cho họ rồi họ vô họ làm á. Dạ. Bán đắt lắm. Nói thì quý chú nhờ bán đắt mới có tiền nuôi ông sống được. Dạ. Rồi sao ngoài là chuyện về đây bán? Rồi sao nữa là biết làm sao không? Còn ông con trai của ông á thì ông cho ở cái nhà của nó đó. Dạ. Rồi cái nó kêu bây giờ con không tiền nữa thì giờ con bán cái nhà thì ba bên má đi về giữ ở. Dạ. Ở thì nó cho tôi ở cái chòi, tôi cứ thiếu à, nó thiếu à. Tôi để ông nằm đấy. Tôi về tay con giá tôi nó mới về nó làm cái tôi cái nhà. Nó chẳng ngay đọc được có 3 miếng tôm thôi. Dạ. Không có nhiều. Ta hầu cho cái nghĩa gì đó. Cái trong mình nó làm bao nhiêu thôi. Không dạ. Có chơi nhiều. Tôi chỉ làm bây giờ ông cái tiền mình tự ở thôi. Bên này là ngoại ở trọ hả ngoại, ở thuê hả ngoại? Dạ. Anh ra tôi bán được lắm. Tôi có vậy tôi mới nuôi ổng nổi chứ. Mẹ ổng bệnh quá, luôn thôi tôi nuôi nổi. Vâng. Cái thì thường sống rãi rồi, cái thì đi bác sĩ cháu nhà dân đi là nhức nhối, ổng đâu có chịu được. Vâng à. Được cái con hẻm này cũng yên tĩnh và mát mẹ ngoại ha. Ừ. Ồ, đó là mát luôn đó, yên tĩnh luôn cả nhà. Cái xe của ngoại đầy đủ luôn ha, chuối hấp, khoai lang nấu, rồi khoai lang chiên. 12 đồng, vậy thì là 30 thì dư 12 đồng. Đó, này 12 hả, 18? 12. 12. 12. 3 miếng là 2, 3 miếng, 3 miếng 18. 18, còn dư 12 ngàn, 12 ngàn khoai lang nấu. Tôi nấu từ nãy giờ mà tôi ra tôi chưa cắt một đầu đuôi vậy. Thôi đừng cắt, để tao về tao ăn. Dạ đúng rồi ngoại. Nãy cắt giờ cắt rồi bụi bặm nó bám vô. Ta ăn rồi cắt. Và đừng có cắt. Cắt rồi bụi bặm nó bám vô. Đây đúng cái nhà. Hả? Trời, chuối của ngoại thơm quá ha, chuối sáp như cả nhà. Đó. Trời ơi. Tôi á hả, mỗi lần tôi đi lấy thuốc tôi đi bắt mặt là lúc nào cô cũng ghé đây mua. Dạ đúng vậy, cũng ghé đây cũng mua không mà chứ khách quen bao nhiêu năm rồi cô? Không biết, nó không nói được. Tại vì mỗi lần hồi cách đây 6 năm về trước đi khám chữa. Dạ. Rồi cách thời gian hơn không có đi khám nữa. Dạ. Không có qua đây mua tại thuốc quận 3 sao tự nhiên anh vâng à. Trên chạy qua đây. Dạ đó, nhưng mà bây giờ đi lại thì cứ mỗi lần đi là phải bắt buộc là phải mua. Trời ơi, ăn mà đến nỗi ghiền luôn đó. Đúng rồi, nói vâng. Chung là bà chiên theo cái lối thuần tí của ngày xưa. Dạ giờ. đúng. Còn mấy bà bắt mà đẩy xe đó, chiên miếng cứ chiên chà. Dạ. Bá đó, bà chơi bột không à, nó cứng ngắt. Dạ. Cứng còng. Cô là người biết nấu ăn mà, vâng cô à. Biết thưởng thức mà. Thành thử ra là, chẳng nên bây giờ nói đúng ra là thời buổi giờ đó, người ta ăn giảm béo. Yeah. Đó thành thử là cô với lại mỗi lần đến đây với ăn chứ không có ăn mỗi ngày nên không có sợ gan thấm mỡ. Yeah. Gan nhiễm mỡ, đây là gan. Đó, thấm mỡ nghe. Ai cũng nói bà chiên cái chuối này nó hút dầu vô. Tôi hỏi cô nó hút dầu vô là làm không mà cô ăn được. Cô ra cắt nghĩa tôi nghe. Tôi mua một bình dầu mà tôi chiên một tuần lễ không hết. À, mà mấy cô nói
đổ dầu vô chiên rồi nó hút rồi chẳng. Cho nên nó chiến á là cái dầu nó ở ngoài thôi, còn ở trong cái ruột nó. Không phải, con nói cho giải thích cho bà nghe. Họ nói cũng đúng là lý do họ mua những cái hàng nó bán á là nó nhúng bột rất là nhiều. Năm ra là chiên nó hút dầu vô. Còn của bà đó là có một lớp áo mỏng thôi. À, nói cho bà biết, tại vì con là người biết nấu ăn. Để là cảm ơn bà chị nha. Mùi như vậy nè. Dạ. Thì cũng tự làm chiên ăn thôi. Nhưng mà lười lắm. Vâng. Pha bột này cực con ha. Mất công thôi. Cũng không có cực gì nhưng mà đều ăn không có nhiều hết. Dạ. Rồi ra làm nó rồi dọn rửa. Còn dạ. Bà đây bà bán mỗi ngày thì cái công việc của bà vẫn cứ thế mà làm. Vâng ạ. À. Mình thì ăn thì cứ thế mà mua về. Dạ. Đúng rồi ạ. À. Chúc bà đặt hàng nha. Dạ. Dạ. Chào cô, chào cô. Chào cô nha. Dạ. Bà kêu hỏi ngoại ngoại kêu là giờ dư sống. Bá nhà dư sống rồi. Sống vàng hả ba? Vâng, sống vàng thôi. Nhìn vậy thôi đúng không cô? Dạ. Dạ cô ạ. À. Mùi than đúng không ngoại? Mùi than là mình ho đúng không ạ? Con thấy mấy cái than nhỏ nhỏ này để làm gì vậy ngoại ơi? Than nhỏ nhỏ là chống hôi khô, chống này nè. Mình để mình mồi đúng không ạ? À nữa. À. Than còn bỏ vô đó vậy rồi. À vâng. Mình đẩy nó lại nha, cho nó tắt. Dạ. Có hôm nào mà trời mưa quá không ngoài phải nghỉ không? Trời ơi, trời mưa thì mình cũng đứng bên đây, được cái đường đây. Dạ. Đêm này thì mình không ướt. Dạ. Vậy đó. Còn nó không là không nghỉ ngày nào luôn. Không có chuyện này với nghỉ rồi không công chuyện dạ. Bán này công chuyện là bán sốt luôn. Cái chuối của ngoại mọi người coi ha, trái nào rất là múp luôn đó, tại vì ngoại ép xuống rất là nhẹ tay chứ không có ép cán cho nó dẹp quá để cho cái chuối nhìn nó phồng, nhìn nó dài. Chuối thực sự là chỉ khoảng có tầm 15 gram thôi, 15 cm thôi ha, nhưng mà nhìn nó rất là to bề ngang á. Bây giờ bột tôi là tôi pha cho phải chiên hai lần, bột dạ. Cái một lần là không có ngon. Dạ. Cái chuối sầm không có cái bờ. Dạ. Đấy. Đó nhưng mà ngoại chỉ có nhúng qua thôi ha. Đó. Và nãy giờ mọi người thấy là kia mà chiên nó thì sẽ không có nhiều cái bột mà bị rơi vãi ra trong cái chảo nên rất là ít khi ngoại phải vớt những cái cặn để bỏ. Nếu nhiều người học mà tôi đâu có chỉ. Dạ. Bữa họ bán chỗ khác thì mình đi chỉ cho người ta. Dạ. Hỏi cho chúng với người ta học qua trong đó rồi sẽ ra đây. Ra đây bán ngay chỗ mình luôn. Mất phần. Đúng. Mất phần mình. Không được như thế. Đúng rồi. Dạ. Thành ra tôi nói thiệt với chú trong phần mình không chỉ, mình chỉ được có phớt chứ đâu có sao đâu. Dạ. Thấy tôi chỉ đây thì xa bán ha. Quẹo thôi là ở đâu rồi ta chảy đi ra ngoài đường quá. Dạ. Còn đây quá. Không lấy họ ra đây họ đứng mình họ bán gì. Rồi bây giờ thì Dương sẽ thưởng thức một cái chuối chiên của ngoại ha. À, một xe chuối chiên nằm ở trong con hẻm số 86 đường Thích Quảng Đức, phường 5 quận Phú Nhuận. À, bây giờ Dương sẽ vẽ ra cho mọi người xem một chuối chiên của ngoại chuyên truyền thống ha. Khác gì so với những chuối chiên hiện tại bây giờ. Đó thì bên trong thì xem nè. Đó, sẽ không có đổng ruột ha. Tất cả là cái chuối rất là lớn luôn mà ngoại ép thì cũng ép nhẹ tay thôi. Để nó còn cái độ dày của cái chuối á, đó là như thế này ha. Và bên ngoài chỉ có một lớp bột rất là mỏng thôi. Bột này thì có một điều đặc biệt đó là ngoại có trộn cơm nguội vào bên trong. Đó, theo như ngoại nói là để cho nó giòn ha. Đó, có thấy có những cái hạt cơm này, đó. Đây, tay thì cũng không có thấm dầu nhiều đâu. Dầu khi mà ngoại chiên thì tại vì bột ít á nên làm cho dầu lúc nào nó cũng rất là trong, rất là vàng, nó không bị dơ như khi mà mình chiên 2-3 lớp.
chuối chín đó, rất là ngọt luôn. Và không bị dính. Dạ. Lần ngoài Quảng Ngãi không ăn chuối chiên hả bà? Hả? Ngoài Quảng Ngãi ít người ăn chuối chiên hả bà? Đâu có ai chiên đâu bác. À, à. Mẹ nói là quê ngoài Quảng Ngãi miền Trung á, chứ mẹ là hầu như là mọi người không ăn chuối chiên, không có biết đến. Có thể là chỉ miền Nam, trong miền Nam hết. Thì cái món này mới thịnh hành coi ha. Bán Sài Gòn quen rồi không về quê được đâu. Về thăm gia đình thôi. À, giòn không? Giòn có hạt cơm giòn á. Còn chuối chín nó rất rất là ngọt luôn. Ngoài ra chuối sáp cũng ngoài nhìn nấu rất là ngon không? Khoai lang chiên nữa. Mua hai chiếc chuối là ngoài tặng luôn cả khoai lang. Rồi. Video cũng hơi dài rồi ha cả nhà ha. Rồi thì giới thiệu đến mọi người một xe chuối cũng mà gọi là 85 tuổi rồi nhưng mà vẫn còn khỏe, rất là khỏe mạnh và minh mẫn. Nằm trong hẻm số 86 đường Thích Quảng Đức, phường 5 quận Phú Nhuận. Mọi người đi ngang thì có thể ghé ủng hộ ngoài ha, bán từ 2 giờ chiều cho đến tối ạ. Xin chào mọi người nha, hẹn gặp lại một những video lần sau ạ. Bye bye. Đúng không ạ?